Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thần tài ưu ái gọi tên, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ sau Tết Thanh Minh, vận số, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay, đổi đời ngoạn mục, xứng tầm đại gia. Kính thưa quý cô bác anh chị, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Ất Tỵ 1965. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật, cô đọng chắt lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 thông cảm, hoan hỉ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng tử vi Việt ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 thông tin cụ thể đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người. Cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Thần tài ưu ái gọi tên, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ sau Thanh Minh trở đi, kiếm ra tiền tỷ, vận đỏ ngập nhà, cả năm thịnh vượng. Luận tử vi từ sau Thanh Minh của tuổi Ất Tỵ thấy rằng, thời gian này có lâm quan nhập mệnh, đây là một điều may mắn cho quý bản mệnh Ất Tỵ, vì sẽ có nhiều động lực và sức mạnh để tính chủ thực hiện những dự định và mục tiêu của mình. Ất Tỵ cũng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và tài năng của mình trong công việc. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng cần chú ý đến một số điểm sau đây để có thể tận dụng tốt nhất vận trình của mình nhé. Trong công việc thì Ất Tỵ nên tự tin và chủ động, không phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Ất Tỵ có thể trao đổi và hợp tác với người có chung quan điểm và ý tưởng với mình, nhưng khi quyết định và thực hiện thì Ất Tỵ nên tự chịu trách nhiệm và kiểm soát tình hình. Ất Tỵ cũng nên cẩn thận khi giao phó công việc cho người khác, hãy kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận kết quả. Từ sau Thanh Minh này, Ất Tỵ cũng nên lập kế hoạch chi tiết cho công việc của mình, xác định rõ những mục tiêu cụ thể và hành động. Theo đó, Ất Tỵ cũng nên dự phòng những rủi ro và khó khăn có thể xảy ra, hãy chuẩn bị sẵn những giải pháp và phương pháp để ứng phó, mà Ất Tỵ không nên quá liều lĩnh hay vội vàng, hãy làm việc một cách có tổ chức và khoa học. Về mặt tình cảm thì Ất Tỵ sẽ có một tháng rất tươi đẹp và lãng mạn. Nếu Ất Tỵ đang độc thân thì chắc chắn Ất Tỵ sẽ gặp được nhiều người mới và có thể tìm được tình yêu thương và hợp nhau. Nếu Ất Tỵ đã có gia đình thì Ất Tỵ sẽ có những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc bên người bạn đời. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng cần giữ gìn lòng trung thành
và tránh xa những cám dỗ không lành mạnh. Ất Tỵ cũng nên dành thời gian cho gia đình và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với người thân. Sức khỏe của Ất Tỵ trong tháng thì không có gì phải lo lắng cả. Từ sau Thanh Minh này, Ất Tỵ sẽ có một sức khỏe tốt và khỏe mạnh. Ất Tỵ chỉ cần duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu Ất Tỵ đang điều trị bệnh thì Ất Tỵ cũng không cần quá lo âu, mà hãy tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ và tin tưởng vào khả năng phục hồi của cơ thể. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý cô bác anh chị Ất Tỵ cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy từ sau Thanh Minh, quý bản mệnh Ất Tỵ sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì? Và làm cách nào để tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn? Thì xin mời quý cô bác anh chị Ất Tỵ cùng lắng nghe những dấu hiệu sau đây nhé. Và dấu hiệu đầu tiên sẽ là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý cô bác anh chị Ất Tỵ 1965 từ sau Tết Thanh Minh như sau. Theo luận giải mới nhất thì tử vi từ sau Thanh Minh, tuổi Ất Tỵ có tứ lục ngụ tại Trung Cung. Điều này cho thấy mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình trong thời gian này. Ất Tỵ không nên bỏ qua hay coi nhẹ bất kỳ triệu chứng nào không bình thường trên cơ thể, đặc biệt là tâm lý và tinh thần. Tâm lý và tinh thần, đây là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của Ất Tỵ. Nếu Ất Tỵ không quan tâm đến chúng một cách hợp lý, thì Ất Tỵ có thể gặp phải những vấn đề như mệt mỏi, trầm cảm, lo âu, căng thẳng hay các bệnh lý về tim mạch, tiêu hóa, miễn dịch. Để có được một sức khỏe tốt, thì bản mệnh cần phải yêu quý bản thân và chăm sóc cho nó một cách toàn diện. Ất Tỵ cũng nên áp dụng những giải pháp cải thiện sức khỏe như ăn uống đầy đủ, cân đối hợp lý. Bản mệnh nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc, thịt cá và tránh ăn quá nhiều đường, muối, dầu mỡ, chất bảo quản, và hãy tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày. Ất Tỵ có thể chọn những hoạt động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, khiêu vũ, bơi lội, nghỉ ngơi đủ giấc khoảng từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Ất Tỵ nên đi ngủ và thức dậy đúng giờ, tránh xem điện thoại hay máy tính trước khi đi ngủ, tạo cho mình một không gian ngủ thoải mái và yên tĩnh, giảm căng thẳng và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Ất Tỵ cũng nên học cách xử lý những áp lực và khó khăn trong công việc và gia đình, tìm những hoạt động giải trí và sáng tạo cho bản thân, kết nối với người thân yêu và bạn bè, kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, và Ất Tỵ nên đi khám sức khỏe tổng quát để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn và có phương pháp điều trị kịp thời. Chỉ khi Ất Tỵ có một sức khỏe tốt thì bản mệnh mới có thể hưởng thụ cuộc sống và làm việc hiệu quả. Bản mệnh hãy luôn giữ gìn sức khỏe của mình trong khoảng thời gian này nhé. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên và gia đạo của quý bản mệnh Ất Tỵ từ sau Thanh Minh như sau. Tuổi Ất Tỵ sẽ bước vào một giai đoạn thú vị và đầy hứa hẹn. Trong cuộc sống thì Ất Tỵ có thể có nhiều cơ hội để khám phá những điều mới lạ, tận hưởng những niềm vui và chia sẻ những cảm xúc cùng người thân yêu. Đây là lúc Ất Tỵ nên dành thời gian cho bản thân và người quan trọng, đừng để công việc hay những lo toan chiếm lấy phần lớn thời gian của Ất Tỵ nhé. Còn trong tình yêu, bản mệnh Ất Tỵ cũng sẽ có những bước tiến vượt bậc. Nếu Ất Tỵ đã có người yêu hay đã kết hôn thì Ất Tỵ nên chú trọng nâng cao chất lượng mối quan hệ, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn và ý nghĩa cho đôi bên. Ất Tỵ cũng nên lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu mong muốn của người ấy, đồng thời biết cảm ơn và động viên khi cần thiết. Thời gian này Bách Việt xuất hiện, đây là một dấu hiệu tốt cho tình duyên của tuổi Ất Tỵ, nhưng cũng là một thách thức cho lòng trung thành của Ất Tỵ. Nếu Ất Tỵ đang độc thân thì Ất Tỵ có thể gặp được một người rất phù hợp với mình, có thể là một người bạn cũ của Ất Tỵ hay một người bạn mới quen. Ất Tỵ sẽ cảm thấy hấp dẫn và bị cuốn hút bởi người ấy, và mối quan hệ của Ất Tỵ sẽ phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng không nên vội vàng nhé, hay quá tin tưởng vào những cảm xúc ban đầu, mà hãy nên xem xét kỹ lưỡng tính cách, hoàn cảnh và tương lai của người ấy. Ất Tỵ cũng nên tự hỏi rằng, liệu Ất Tỵ có sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Và nếu Ất Tỵ đã có gia đình thì Ất Tỵ cũng nên cẩn trọng khi tiếp xúc với người khác giới. Ất Tỵ có thể bị thu hút bởi một người có vẻ ngoài đẹp hay có tài năng, hoặc có thể bị kích thích bởi sự quan tâm hay cá tính của họ. Nhưng Ất Tỵ phải nhớ rằng, đó chỉ là những cám dỗ ngắn hạn mà không đáng để Ất Tỵ hy sinh hạnh phúc gia đình của mình. Ất Tỵ nên biết trân trọng và giữ gìn những gì Ất Tỵ đang có. Đừng để sau này phải ân hận vì đã làm tổn thương người mình yêu và con cái của mình. Từ sau Thanh Minh thì tình hình công việc, sự nghiệp của quý cô bác anh chị Ất Tỵ sẽ có chuyển biến như thế nào? Thì xin mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe dấu hiệu thứ ba là về phương diện công danh, sự nghiệp. Quý bản mệnh Ất Tỵ là một trong những con giáp có tinh thần khởi sắc và hoạt bát nhất từ sau Thanh Minh này. Ất Tỵ sở hữu một ý chí vững vàng
và một tâm hồn nhiệt huyết, bản mệnh luôn sẵn sàng đối diện với những thử thách và cơ hội mới. Đây là những phẩm chất quan trọng để Ất Tỵ tạo dựng nên thành công lớn trong tương lai. Ất Tỵ không ngại khó, không ngại vất vả, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu đề ra. Thời gian này, Ất Tỵ còn được sự chiếu cố của sao Thiên Ấn, mà sao này mang đến cho Ất Tỵ nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Ất Tỵ có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, đưa ra những ý tưởng đột phá và độc đáo. Ất Tỵ cũng có thể áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm của mình vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề nan giải, mang lại lợi ích cho bản thân, cho tập thể và cho xã hội. Ất Tỵ sẽ được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, khen ngợi và tôn trọng. Đây cũng là thời điểm quý bản mệnh Ất Tỵ muốn khám phá những điều mới mẻ, thử sức với những lĩnh vực chưa từng tiếp xúc. Ất Tỵ có nhiều năng lượng tích cực và ham học hỏi, bản mệnh đang không ngừng nâng cao bản thân. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng cần biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa lý thuyết và thực hành, giữa an toàn và mạo hiểm. Ất Tỵ không nên quá liều lĩnh hay quá tự tin khi gặp những rủi ro hay khó khăn. Hãy biết dừng lại khi cần thiết, không để bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống. Nhìn chung, Ất Tỵ có vận trình từ sau thanh minh rất thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần Ất Tỵ biết tận dụng tốt những cơ hội và khả năng của mình thôi. Chính vì thế, bản mệnh hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực nhé, thì Ất Tỵ sẽ có được những thành quả xứng đáng thôi. Và dấu hiệu thứ tư, cũng là dấu hiệu cuối cùng, sẽ là dấu hiệu về tài lộc của quý bản mệnh Ất Tỵ từ sau thanh minh như sau. Từ sau thanh minh này là thời điểm rất thuận lợi cho Ất Tỵ. Trong 12 con giáp thì bản mệnh được hưởng nhiều may mắn và phúc lộc từ các tinh bao bọc xung quanh. Không chỉ vậy, Ất Tỵ còn gây được sự ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh vì thành công và giàu có của mình. Trong công việc thì Ất Tỵ sẽ có nhiều thành tích xuất sắc và được sếp cũng như đồng nghiệp đánh giá cao. Một số người tuổi Ất Tỵ còn có thể nhận được tin vui về tiền thưởng, tăng lương hoặc thăng chức. Ất Tỵ sẽ có đủ khả năng để hoàn thành các dự án quan trọng và gặp ít khó khăn hay cạnh tranh trong cuộc sống. Ất Tỵ sẽ không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Ất Tỵ có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân và gia đình. Ất Tỵ cũng không quên giúp đỡ người xung quanh mình mà có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rắc rối. Ất Tỵ sẽ được nhiều người yêu quý và biết ơn. Từ sau thanh minh này cũng là thời điểm tốt để tuổi Ất Tỵ kinh doanh hoặc đầu tư. Ất Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để kiếm được thêm thu nhập từ các nguồn khác nhau. Ất Tỵ có thể khai thác được các lĩnh vực mới, hợp tác với các đối tác uy tín hoặc mở rộng quy mô kinh doanh đấy. Ất Tỵ lúc này chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và sáng tạo thì giàu sang sẽ không còn là xa vời. Tuy nhiên, Ất Tỵ cũng không nên quá lạc quan hoặc sơ hở khi đưa ra những quyết định về tài chính nhé, mà Ất Tỵ cần thận trọng cân nhắc kỹ và tin tưởng vào bản thân, và cũng nên tránh những khoản chi tiêu không cần thiết hoặc mạo hiểm. Nếu Ất Tỵ có thể giữ được sự cẩn thận và dứt khoát thì Ất Tỵ sẽ có vận trình sau thanh minh vô cùng thành công và hạnh phúc. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy, để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày: rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác được chi cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gà, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày: sao bích toàn kiết,
không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dự cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày: sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác vượt chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao chủy. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm xanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ.
việc tốt trong ngày không có việc chi hợp với sao liễu. Việc xấu trong ngày khởi công tạo tác vượt chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Kính thưa quý cô bác anh chị, đây là những câu nói từ Phật rất tâm đắc, phần nào đó giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp. Chỉ tụng thần chú này, nó có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cứu độ người thân và người nhà đã khuất, khiến người thân và người thân trong gia đình đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ và hạnh phúc, đồng thời có thể nhanh chóng tích lũy phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu bạn muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa, thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất, vì công đức của thần chú Địa Tạng Bồ Tát là vô lượng, và chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ, niệm xong nhớ hồi hướng cho cha mẹ. Nếu mà bạn gặp bất cứ sự cố nào gây ra bởi các linh hồn, thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm danh hiệu Ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được cầu nguyện bởi những người nghèo, bệnh tật, chán nản và những người hay gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng. Phật tử nếu xưng năng chỉ tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện sẽ nhận được công đức vô lượng cho bản thân, hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục, vong linh vất vưởng nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp. Bà mẹ nào khi biết mình mang thai thường đọc chú tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Thì chú tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng, hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. 2. Là về thần chú Quan Thế Âm Bồ Tát, Om Mani Padme Hum, hay Hán Việt đọc là Án Mani Padme Hum, là một trong những câu thần chú giúp tiêu nghiệp, được dịch ra là viên ngọc quý trong hoa sen. Thần chú Om Mani Padme Hum là một trong những thần chú nổi tiếng nhất trong đạo Phật. Đây cũng chính là câu thần chú phổ biến dành cho bất kỳ ai mà họ cảm thấy muốn thực hành về tụng niệm, vì không đòi hỏi một nghi thức hướng dẫn trước bởi một đạo sư nào. Chỉ tụng thần chú này đem lại hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để chúng ta chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ tụng thường xuyên, nó có thể giúp chúng ta tiêu trừ mọi điều kiện bất lợi và tiêu trừ hàng ngàn nghiệp chướng. Chỉ tụng thường xuyên câu thần chú này thì sẽ giúp xua đuổi các thế lực ma quỷ, giúp bệnh tật được đẩy lùi, mở cửa đón hạnh phúc, an lạc về trong thân tâm. Đạo Phật cho rằng, nếu mà chỉ tụng chú Om Mani Padme Hum thì khi ta chết đi, linh hồn sẽ không bị đẩy vào ba đoạn xứ, mà được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Quán Thế Mở Bồ Tát, tiến gần hơn tới Phật quả. Và nếu thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, thì bạn cũng có thể nhận được sự đáp ứng và gia trì của Bồ Tát. Điều này rất đặc biệt, càng chỉ tụng công xê a thần chú này nhiều lần thì càng tốt, chỉ tụng ít nhất 108 lần một ngày. Niệm chú Om Mani Padme Hum thì sẽ được thừa hưởng toàn bộ những diệu kỳ mà nguồn năng lượng từ bi của Đức Phật ban cho tất cả chúng sinh, giúp thức tỉnh lòng từ bi trong mỗi cá nhân và kết nối mọi người với nhau. 3. Là về thần chú Ta Ra Xanh Lục Độ Phật Mẫu, Om Tare Tete Tu Xoa. Thành tâm đọc chú Ta Ra Xanh Lục Độ Phật Mẫu, đây là một trong những câu thần chú giúp tiêu nghiệp, có thể cứu rỗi bạn thoát ra khỏi 8 loại đau khổ, đồng thời cũng có thể chuyển hóa tham lam, sân hận, vô minh, kiêu ngạo và nghi ngờ thành trí tuệ tối thượng và hoàn hảo. Chỉ tụng thần chú này có thể hướng dẫn tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi luân hồi và đau khổ, giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi và tiêu trừ mọi bệnh tật. Ta Ra Xanh Lục Độ Phật Mẫu còn có công đức bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Vì vậy mà những người phụ nữ muốn xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thay đổi diện mạo và cũng có thể chỉ tụng thần chú này. Quan trọng hơn, chỉ chú này có thể giúp bạn có con, bất kể bạn là nam hay nữ, bạn đều có thể chỉ chú này nếu muốn có con, bằng cách gửi thân mình tại Ta Ra và thực hành Ta Ra, chúng ta sẽ nhận được sự ban phước của Ta Ra trong trái tim của chính mình. Cách nương tựa vào Đức Ta Ra Xanh, thực hành Tê Ra như niệm thần chú Ta Ra Xanh, chúng ta có thể đạt được trạng thái giác ngộ đầy đủ. Thần chú Ta Ra Xanh Om Tare Tete Suha sẽ mang tới những lợi ích tinh thần nhanh hơn bất kỳ thực hành tan trích nào khác. Và đó cũng là lý do vì sao nhiều người chỉ niệm thần chú này, chỉ chú Ta Ra nhiều lần trong ngày bằng cái tâm có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống mà bạn đang gặp phải, giải phóng bạn khỏi cái chết không đúng lúc, giúp bạn tránh khỏi bệnh tật, giúp bạn tìm được việc làm, mang tới sự thành công và thịnh vượng. Theo các vị La Mã, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Mẹ Ta Ra thì không ai đạt được giác ngộ. Khi bạn niệm thần chú Ta Ra Xanh bằng tất cả sự chân thành, tâm lương thiện thì thần chú sẽ biến đổi thành lời cầu nguyện đầy quyền năng. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung Thần Tài Ưu Ái Gọi Tên, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, từ sau Tết Thanh Minh, kiếm ra tiền tỷ, vận đỏ ngập nhà, cả năm thịnh vượng. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Ất Tỵ,
sinh năm 1965 thân mến. Như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Ất Tỵ sinh năm 1965 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.